Vừa nãy là liên quan đến cái lỗi upsell chị up đúng không? Thì giờ mình sẽ nói lại cái lỗi upsell cho mọi người một chút trong cái video này nhé. Thì mình sẽ tắt này. Vì cái lỗi upsell ấy thì đây, mình đầu tiên là mình không ghi đăng nhập được vào rồi ấy. Đấy, thì mình sẽ thấy có một cái đường dẫn là như này. Đây, nó sẽ nói cho mình là here you under file liên quan của Euroflank ấy. Rồi phát triển hệ thống của chính bản thân nó có thể cái trang web gì chúng ta nói, ví dụ my definite không thể kết thúc tool thì dùng read vì under root tool đấy, thì nó có thể dùng under tool không đấy, và đấy có thể tải được cái gì đó từ chính bản thân nó thì khi mình vào under tool thì mình thấy ở đây là mình không cái gì một cái cô đang up một cái ảnh hay là một cái gì đó thì vừa ăn với security bảo mật chỉ có 50% thôi. Giờ mình sẽ upload lên một cái bài Excel, thì sau khi mình vừa upload là mình tải lên cái Excel bằng cái lệnh ở đây, mình trình một cái file Excel ở trong cái bên variable Excel kia trong cái file ảnh nghĩa là x98 ấy. Đấy, để đánh với file ảnh thì rồi sau đó mình xem là chính user của nó là Frank upload ấy, là user của nó. Đấy, Frank upload này. Chính user của nó thì mình thấy được nó thành công chưa, thì đây là bảo nó thành công rồi. Giờ xem nó đã thành công ấy, thì mình sẽ tiến hành trên Kali này, mình sẽ chạy một cái lệnh là lệnh CURL nữa. Đây, đây CURL này là việc chèn mã Excel lên cái API của cái file website của họ. Đấy, trong cổng 8081 website này liên hệ quản trị trong cái thông tin được cái nội dung cái gì của bạn thằng Frank ấy. Đấy, thì mình lên cái envelope này và cái phần hướng dẫn file này upload cell của nó đẩy lên thằng này, và khi mình đẩy lên thành công thì ở đây thì mình thấy con cell thực hiện chạy khi mình lắng nghe trên cổng bùng đây nó vào cell hệ thống đây, nó có thể lấy từ thông tin hệ thống đó đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm cái mã lỗi con lỗi hệ thống của nó, lỗi của auto 2 chấm mô tu 2.6 ấy, là cái lỗi liên quan đến là lỗi của nó là lỗi 1538 lỗi 15285 thì mình sẽ search lỗi rồi đấy, lỗi để lấy lỗi ra search. Search lỗi 1532385 2.5 lỗi chấm C thì mã lỗi quan đến cái con đuôi con mã lỗi của con Apache đấy. Đã, mình thấy lỗi 1.2.5 trong bản Explorer Linux local 2.8.5 lỗi con Ubuntu con Linux bản Ubuntu con chạy Ubuntu 2.6 RC tôi gọi tụ thể remote desktop của hệ thống mà quản trị nâng cơ bản quyền lên xuyên được chiếm quyền lên hệ thống chứ chủ nó mình sẽ còn cái chìm ra mình nói ra rồi đây nó có file mà làm thế còn giờ mình thì chạy để tạo là một con server Apache giả lại là chìm simple HTTP server 80 để chạy con server lên, thực hiện là sẽ lên con kia mình hiện là vào một tên một kia để tải nó về để là cho web hệ thống thì chạy con để mà tấn công. Rồi mình sẽ thực hiện luôn nhé, chạy đi. Rồi thực hiện nha, thì bên trên con reverse shell bên kia rồi là con này này đúng không? Thì mình sẽ vào từ một tên một bên cho mình thực thi tất cả các cái mật user, mình sẽ dùng lệnh winget http sit 2.0.1.2.1.8.7.30 là ID của máy số 1285 là thư này là một mình này mình có dùng root này và 1285.c là cái file đường dẫn đường dẫn lấy về này đó về đấy nhá. Đấy, có 15285 đây rồi. Sau khi có 15285 đây rồi nhá, mình thực hiện mình cấp, mình sẽ biên dịch cái này
Đấy, biên dịch nó mang một cái file tên là gì đó, vì là việc C thì mình dùng lại là GCC. Để trên này có sẵn rồi, mình sẽ dùng GCC này. Cái file 152.5.c này, rồi chữ O là biên dịch này, để ghi ra file một tên là 15285. Đấy, GCC là biên dịch này. Dạy, GCC biên dịch là file thực thi nó chạy. Rồi, bên này nó có công an rồi sẽ cấp quyền nó set mode thì trong này là một quyền full quyền quyền gì cũng có VTT một bên và cho bất kỳ user nào để dùng được. Đấy, cấp quyền set mode 77 hay có x rồi chúng tôi full quyền luôn rồi mà không có x được nữa, có x cho file 152 x thì cho file 152.85 cái hai bộ biên dịch ra nó chạy. Đấy, chứ cái mã biên dịch mã chạy của nó enter phát rồi truyền ra đây là bạn cùng chạy 1 2 3 5 rồi 1 2 3 là mã tự quyền chạy này và mình sẽ chạy nó enter phát ok quay lại thao quan từ đi sang phần virus của rốt là mình quyền của rốt đấy. Mình sẽ vua mai các kiểm tra được không? Vua mai. Ok, root mình tên cd mình ăn root rồi, mình ăn chủ rồi, công khai thác root hệ thống như rồi. Mình cd xuống root, mình xuống, cd xuống, ls, đó, cd home, không có gì, ls, nó có ls prime, cd prime. Đấy, user VBA này, để cắt hay ra đọc thông tin của nó này, nó rất là nguy hiểm đúng không? Cắt thử bay user xem nào. Đấy, rồi mình chỉ bay user này, đó ạ. Thì số root một chủ của nó này, đấy này ai có cắt cái root TT này, tìm giữ được đấy các root này. Đây là cờ của nó này, hai cờ này, cờ PE, cờ user, cờ này là cờ của root này. Đấy, để chụp nút cái CD số phone cho các xem nhé, nó đang có 3 cái cờ được. CD, cap, nút cái file, PE, chấm TXT. Đấy, chai kết phát cho em đi. Cố gắng với nó rất nhanh thì bạn có thể làm được. Đấy, đã làm được rồi đấy. Chúng ta kết được thông tin bài cờ đấy, là thành công cái đắp xong máy đấy. Cảm ơn các bạn theo dõi nhé. Hello, xin chào, cảm ơn, xin chào nha.